Có giống chuông không chị? Giống chuông, bon bon giống như chuông vậy đó. Đâu đâu chị gõ nói lên trên chút xíu coi. À không. Không bằng. Không thanh bằng phải không? Không thanh bằng. Dạ. Yeah. Đây nó thanh. Đây kêu lớn hơn. Đây là xung quanh cả cái đoàn ngày hôm nay của chúng em đi nè. Đây là một cái đoàn của chúng em ngày hôm nay đi. Gần trên dưới khoảng 100 người. Chị thấy không, bà con rất đông nha. Rồi, hút vô. Đem về nhà. Đẹp quá. Đây hốt mày đem về nhà mình chơi. Hốt mày. Nè, bé hốt mày luôn nè. Đâu con hốt lại rồi. Nè con quay qua đây nè, gọn hốt coi. Đó, hốt mày đem về nhà luôn. Đúng rồi. Đó là tiên đó các bạn. Vậy là nàng tiên rồi các bạn. Bà con đến đây cúng giếng nè. Đây là bà con đang chung vô nè. Bà con đang chung vô nè. Ông A đi sát vô trong nha quý đệ ơi. Ai ai mở lên tay à. Chúc chào đội của anh Lý Đền. Đội chú ba. Chú ba đó. Chào đội chú ba. Nam mô A Di Đà Phật. Quá anh Phúc rồi quý đồng đạo ơi. Này quá đông rồi. Chú ba. Đi vậy biết chừng nào mới mệt quý vị. Luôn. Đi không nghỉ. Có gì đưa cho bà Tư đọc nó kìa nha, chuyện bà Tư. Cái đòn này. Cái đòn này chị thanh tiền kìa. Tôi bà chị chúng tôi đọc. Bà chị tôi giúp nên lúc nào cũng tư cho nó vậy. Giờ em lỡ bà Sen coi. Sen của... Thì ra là ngày hôm nay mình mới biết cái cây này là cây cô đơn. Nghe thấy cái chữ mới hình dung ra. Từ hồi đó tới giờ là mình có coi là trên truyền thông nhiều mà mình chưa biết. Ngày hôm nay mình mới biết đây là cây cô đơn này các bạn. Chờ ăn xong rồi em sẽ cập nhật tiếp cuộc hành trình của bà con đi tham quan núi Tô ngày hôm nay cho cô chú anh chị mình xem nha. Sau một giờ bà con nghỉ rồi ăn uống nghỉ ngơi rồi chia sẻ Phật pháp, và giấc này đoàn đang đứng đây để kính lễ cúng chùa Bồng Lai, xong sẽ tiếp tục cuộc hành trình đi lên nhiều nơi phía trên nữa. Đây là cái đoàn đi ngày hôm nay, rất là quý trọng quý vị. Rồi xin mời quý vị chuẩn bị tư thế chưa? Nhà bên trên chánh điện còn rộng, mời quý vị. Giờ phút thiêng liêng trang nghiêm đã đến, mời quý vị gác bỏ môn viên giữ thân trang nghiêm. Mời quý vị đồng hướng về ngôi chánh điện Tam Bảo Phật Đài. Chúng ta đồng làm đi. Và mời quý vị hướng về Tam Bảo Phật Đài chánh điện đồng xá ba xá, hướng về các ngôi thờ bên trong đồng xá ba xá. Mời quý vị xây ra bên ngoài. Bên ngoài có ngôi bằng thông thiên tượng Phật Quan Âm, phía trong chùa Bồng Lai xá, bà con ở trong đông, ở trong đông cứng ở trong. Hướng về chánh điện chúng ta thành tâm lễ bái nguyện cầu, đồng hướng về chánh điện xá ba xá. Có vị trí chúng ta quỳ, người đứng người quỳ, đồng chấp tay thay hương lên trán thành tâm cầu nguyện. Nam mô ta bà giáo chủ bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Thập Phương Phật. Nam mô Thập Phương Pháp. Nam mô Thập Phương Tăng. Nam mô Phật Tổ, Phật Thầy, Quan Thượng Đẳng Đại Thần, Chư Quan Thượng Thần, Chư Vị Sơn Thần, Chư Vị Năm Non Bảy Núi Cảm Ứng Chứng Minh. Nay con nguyện cải hối ăn năn, làm lành lánh dữ, quy y theo mấy ngày, tu hiền theo Phật Đạo. Mà chưa quý vị chúng ta đồng đứng lên, chúng ta đọc bài Tây Phương Ngũ Nguyện. Mời đồng xá chắp tay vào ngực, chúng ta nguyện. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, Đại Từ Đại Bi, Phổ Độ Chúng Sanh, A Di Đà Phật. Nam mô Nhất Nguyện Cầu, Thiên Hoàng, Địa Hoàng, Nhân Hoàng, Liên Hoa Hải Hội, Thượng Phật Từ Bi, Phật Dương Độ Chúng, Thế Giới Bình An. Nam mô Nhị Nguyện Cầu, Cửu Quyền Thất Tổ, Tịnh Độ Siêu Sanh. Nam mô Tam Nguyện Cầu, Phụ Mẫu Tại Đường, Tăng Long Phước Thọ, Phụ Mẫu Quá Khứ, Trực Giảng Tây Phương. Nam mô Tứ Nguyện Cầu, Ba Tánh Vạn Dân, Từ Tâm Bác Ái Giải Thoát Mê Ly. Nam mô Ngũ Nguyện Cầu, Phật Tổ Phật Thầy, Từ Bi Xá Tội Đệ Tử, Tiêu Tai Tịnh Sự, Trí Huệ Thông Minh, Giai Đắc Đầu Quả. Thỉnh chư quý vị đồng xá và quỳ lại bốn lại, đồng thành tâm đảnh lễ. Nam mô A Di Đà Phật. Thành tâm đảnh lễ. Nam mô A Di Đà Phật. Thành tâm đảnh lễ. Nam mô A Di Đà Phật. Thành tâm đảnh lễ. Nam mô A Di Đà Phật. Xong bốn lại, thỉnh chư quý vị đồng đứng lên, mời đồng xá. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Mời quý vị đồng hướng về các ngôi thờ bên trong, đồng xá lễ tắc ba xá. Mời chư quý vị xây ra bên ngoài, hướng ngôi bàn thông thiên Quan Âm Bồ Tát Phật Di Lặc, đồng xá ba xá. Và một lần nữa xin mời quý vị đồng xây vào bên trong, hướng về chánh điện cùng tất cả các ngôi thờ đồng lễ tắc ba xá. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi bắt đầu chúng ta xả nó tràng, bắt đầu chúng ta đi diễn nha quý vị. Cũng xong rồi, bắt đầu tiếp tục cuộc hành trình đi lên nữa cô chú anh chị ơi. Mời cô chú anh chị mình cùng đi tiếp tục. Cây có cái này xanh tươi tốt luôn. Đây là một, có một cái chiền nè. Chiền này là nước chảy ngang luôn nè. Hồ nước quá nhiều luôn nè. Nước chảy trên diện chảy xuống cô chú anh chị nè, đây nè, mưa nước quá nhiều luôn. Sau một hồi ăn uống nghỉ và trao đổi Phật pháp thì bây giờ bà con bắt đầu cuộc hành trình tiếp tục đi đến những nơi khác nữa. Chào đoàn nha. Đoàn bữa nay quá vui quý vị ơi, quá đông luôn, hợp tác 4 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đó, bà chị chúng tôi nha. Quá vui quý đồng đạo ơi, một đoàn quá dài luôn rồi. Nam mô A Di Đà Phật. Đoàn bữa nay quá vui quý vị ơi, lâu lâu đi trải nghiệm đồ trên núi nha, rất là vui hân hoan. Quá luôn à. Lúc nãy giờ người đó không đi đâu á. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Này bề dài này cỡ mấy trăm mét rồi nha. Ồ. Kính chào đội Lương Điền. Này là đội cầu tre. Giờ không biết anh đội nào kêu đội Lương Điền đi. Kinh 13. Quá đông luôn các bạn ơi. Quá xá là đông luôn nha. Anh Lùng dẫn binh sao không vậy? Đi hoài mà chưa hết nè. Quá vui luôn nha, tuốt tuốt mà sao luôn nha. Quá vui. Đâu đi vậy? Tiến lên nói chú ba đội trưởng chạy cưa kinh 13 không vậy?
Đây là chú ba đội trưởng chạy cưa kinh 13. Tiến lên anh em ơi. Anh em đổ Hòa Lạc Vĩnh Tre ơi. Quá đông à. Về phát tâm dũng mãnh luôn nha. Về mới vui. Về phát tâm dũng mãnh luôn nha bà con. Cố lên, cố lên. Cố lên anh em ơi. Cố lên, cố lên. Đi cái tình nè. Vĩnh Tre lạ lên Vĩnh Tre ơi. Vĩnh Tre đi ngoài sau nha. Vĩnh Tre cuối cùng rồi. Ô hình. Tôi chạy trước. Ôi mệt quá. Thấy cục đá quá bự. Đi lên trên, nè. Hồ cái dốc này đứng luôn. Thôi. Quỳnh Điền quá giỏi rồi. Thôi. Đi theo Quỳnh Điền. Muốn xỉu luôn. Thôi. Đó. Đứng phía trên được rồi đó. Lên. Dọc đứng luôn nè cô bác. Ôi. Trên đi. Ngồi đó. Thôi. Dọc ngạn đứng lên luôn. Thôi. Ôi. Mấy sư tỷ lợi hay quá, tới đây rồi. Dạ. Mấy sư tỷ này hay quá. À dạ. Quá tài. Đó ơi. Cái chỗ nghi mệt á. Đúng rồi. Tới điểm dừng chân rồi. Hay quá. Thôi. Cỡ chỗ nghỉ mệt. Tới điểm dừng chân. Cố lên. Nghỉ mình khỏe đi. Cố lên. Gắng lên đồng đạo ơi. Ngồi nghỉ đi, ngồi nghỉ đi. Bị tăng công lực thấy vậy đi vậy. Quá hay rồi. Cái đoàn này đi nước quá hay rồi các bạn ơi. Mình lội theo muốn chết rồi. Cái này mình phải tập luyện một khóa, hai khóa gì mới được. Ngồi nghỉ đi anh em ơi, để tôi đi thêm. Mấy em đi nữa rồi tôi xỉu luôn á. Caramel quá. Chị tôi đi là không bao giờ than nha. Caramel nữa. Cuối cùng luôn đó. Đoàn này khoảng 100 người á các bạn. Quá xa, quá xa luôn. Quá. Anh Giang à, thấy sao em của anh Giang? Dạ. Nó không? Nó không mệt. Thưa quý vị, bà chị chúng tôi thấy anh em đi khỏe như thế này, bà chị tôi rất là vui. Về ai mà chưa ăn chay được cứ về ăn chay nha quý đồng đạo ơi. Ăn chay nha. Ai còn vướng bận gì bỏ nha. Buông bớt không? Còn tham chân si buông bớt nha. Chị thở rồi kìa. Lên bà con ơi. Đó ơi. Cố lên. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Xong ba rồi. Mới dựng ba mạnh lắm. Ba phải kè theo thêm gì mới được. Bác ngồi làm sao nó chạy xuống. Chào, xin chào anh Tiền Kim Mười Ba. Tiền thấy đi tỉnh bơ rồi. Khỏe dữ thằng. Cái này chắc từng đi rồi nè, từng đi núi phải không anh Tiền? Đi lấy núi thấy thuốc. Bởi vì quá khỏe. Lên quý vị ơi. Tiến thẳng lên. Gần tới rồi, sát bên này. Gần tới đích rồi. Gần tới rồi. Cố lên quý vị ơi. Từ từ nha, chờ cái Pháp ơi. Cái gì? Cái đoàn còn quá dài luôn nè. Ngồi chờ chút đi.
quá xá là dài con nha, quá dài luôn, phải nấu theo luôn gà quá dữ. Đi rồi đó. Rồi. Ồ, còn dài thật luôn, dài rồi. Quá dài, còn dưới đông đó ngồi chờ chút đi nha. Chờ chút Quý Đồng Đạo ơi. Hôm nay tới 500 anh em. Quá đông luôn, còn sao? Quá đông. Đi nãy giờ là biết bao lâu mà chưa hết luôn á. Rồi. Nãy giờ quá đông mà chưa hết nè. Rồi. Tiến lên. Rồi, dọc bên đây ngay. Cho nó hết mặt em. Lẹ lên. Hết rồi. Đó, con cũng thiệt đi giỏi quá giỏi mà không cho dịnh luôn. Quá nhỏ hay không? Che già măng mọc nghe quý vị. Rồi em sẽ tiếp tục lên phía trên nữa. Nè. Cái dốc đứng luôn nè. Dọc ngàn đứng luôn. Ồ, mấy sư tỷ quá khỏe luôn. Tỉnh bơ kìa, không mệt luôn. Mấy sư tỷ chắc thường đi hả? Hàng gì bây giờ quá khỏe luôn. Dân này là dân từ thiện không mà, dân bị làm đó. Ờ, bởi vì quá khỏe đi cái quen. Này nè các bạn. Đi kiếm thuốc nè, lên đây là nè. Ồ, đi kiếm thuốc lên đây thì thôi luôn, hết nói luôn. Ở đây một cái dốc nữa nè. Tới đây nữa nè cô chú anh chị. Bà con lên đây nghỉ mệt rồi nè. Chỗ này gió mát quá. Lên đây nè. Lên đây rộng hơn nào quý đệ. Ồ, cái đoàn đi đang đi lên. Cảm ơn bà chị nghe, bà chị chia sẻ những lời nghe thật ý nghĩa. Đây đòn còn dài tuốt tuốt. Còn dài lắm. Lên kinh 13 ơi. Hòa Lạc ơi, Vĩnh Tre. Không, này đã không? Này còn chưa đã ha. Kinh 13 ơi. Quá đẹp luôn. Chú Bà Đô dẫn bình mà đâu có yếu được cái gì. Đi tới bến luôn. Tới luôn. Vừa đi vừa đọc giảng luôn quý vị. Các bạn thấy không? Cái đoàn của Quỳnh Điền đi đi tới đâu nha là đọc giảng tới đó. Vừa đi mà vừa trợ duyên cho người xung quanh luôn á. Thoải mái luôn á. À. Ai mà thiếu căn là thiếu duyên là được trợ duyên là đủ duyên đủ phước luôn á. Quá đẹp anh em ơi. Khắp thần vẫn lạc nghiệp an cư. Trời ơi, cái đoàn này thật rất dài luôn á, mấy trăm mét luôn á các bạn. Ừ, bài dài mấy trăm mét luôn á. Xong ngồi đi nè, mệt mỏi ngồi nghỉ mệt nè các bạn. Cái này là nghỉ mệt nè. Rồi em sẽ tiếp tục đi lên phía trên. Chị Nguyễn cho con chú anh chị mình xem. Bữa nay là mình cố gắng đi theo Quỳnh Điền hết mình luôn. Đây Quỳnh Điền trước mặt mình nè. Đeo dính Quỳnh Điền luôn. Bữa nay anh em đi nỗ lực luôn mà vậy, mệt cái nào mình cũng gán đi, đun đúc tinh thần cho anh em đi tiến lên,
núi Bà Đội sau này về phát tâm sao núi chạy. Núi núi nào mới núi Bà Đội nó lộn rồi núi Cô Tô núi Cô Tô nó lộn nó lộn. Hôm nay mình cùng với đoàn quân Điền là chinh phục núi Cô Tô đi tới đỉnh nha. Tới đỉnh luôn đó. Hôm nay là đi tới đỉnh luôn. Thấy không? Đây là động lực cực lớn cho đoàn của anh em của chúng mình nè. Đó, thấy chưa? Hai thôi. Hai. Đi này vậy. Một em bé gì nè mà còn đi nè đó các bạn thấy không? Hồi đây có một cái chuyền nữa nè cô bác. Một bãi đá luôn nè. Quá to nè. Ở đây như cái này trồng nghệ hay gì nè. Này nghệ nè cô bác. Ở đây có một cái hai đường nè. Đây là một đường chắc đường xe nè. Còn bên đây là đường đi bộ nè. Ở đây bà con sợ là khách tham quan đi lọt lạc lộn nè, cho nên là để cái bảng để cho bà con biết nhận định để mà đi. Quá dốc nữa anh em ơi. Kìa, nhìn trái bờ kìa, cặp quên điền luôn nè. Chạy luôn. Vì đạo Phật. Tới rồi. Thôi dốc này nó tới rồi. Cố lên. Chúng ta đi còn chút xíu nữa là tới đích nha quý vị. Tới đỉnh, tới đỉnh. Tới đỉnh. Ba chứ gì. Có lỗi không? Ba mệt lộn hay vậy nãy quên điền cũng hơi lộn. Wow, đó, các bạn thấy không? Đây là một động lực cực lớn cho đoàn của chúng ta ngày hôm nay nè. Ồ, ghê chưa, ghê chưa, ghê chưa? Chụp hình đó. Nè, con đưa ra chụp hình coi. 2, 3. Quá dữ luôn. Quá dữ, quá dữ. Quá dữ luôn. Lắm rồi vậy. Chụp hình để cho giải trí nó bớt mệt chút. Vậy không biết chưa? Đây. Đây. Anh Cường ơi. Nãy đứng không mà vậy nãy mới xuất phát thì đoàn đi rất là đông mà dài, bây giờ là lên mới đứt đoạn rồi. Nhắc này đứt đoạn rồi. Đứt đoạn chắc đó. Chúc cho lúc mình hôm nay đi quay nhân dịp cho bà con mình đi dưới núi Cô Tô. Cũng chúc cho phái đoàn đồng đạo mình đi dưới núi hôm nay được thăng tâm an lạc, mạnh khỏe mạnh giỏi về sớm mau lên tu hành. Để sau này giáng sanh như miền cực lạc. Cảm ơn Đà Phật. Chúc cho anh em mạnh khỏe mạnh giỏi nha. Rồi. Cảm ơn Quynh nhiều nha. Rồi. Bắt đầu là nghi mạnh nữa. Nghi mạnh nữa. Nam mô A Di Đà Phật. Mấy vị lên đó ngồi nghỉ mệt chút xíu mấy vị, để cho Lương Điền quay một cái đoạn lên này xin này, rồi Lương Điền sẽ đi tiếp. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô. Thầy nấu thấy đi. Thầy nấu. Cho tôi cái bơ này đi. Vậy nãy giờ nhìn thấy ông gì mấy lưu cấp nhìn thấy ông thấy ai đi chậm chậm vậy là ít mệt nghe không? Chị tôi đi chơi thấy nhìn sư tỷ quá khỏe. Nãy giờ ngồi xem thấy đi gì khác nữa, giờ ngồi xem thở thị thị nữa nghe không? Mình nhìn hai người khác nhau đó. Lên đó ngồi nghỉ mệt đi nha, nghỉ cho khỏe rồi đi tiếp. Dạ, có con pháp dẫn đi. Pháp đi hoài không mệt. Lên bà con ơi. Cố. Gần gần tới rồi. Sắp tới rồi. Nam mô A Di Đà Phật. Có ai đói ăn thanh long cho nhẹ cái gì đâu, để sách hoài mà nặng mệt. Phải không? Đúng đúng. Bởi vậy. Có ai không do gỡ cái bụng nửa chén thôi chứ. Ăn bớt cho nhẹ phải không? Phải không? Phải không? Đợi bên á, cười nha. Mình đi mình vừa chụp hình vừa này kia nó khỏe lắm cái gì. Đi mà không có chụp hình quay phim nó mệt. Miễn mà thấy bộ phim Lương Điền quay cái quý vị đi thẳng là liền. Miễn mà không thấy đi cà công cà quẹo con quẹo. Mua gì đâu Phật. Mua gì đâu Phật. Đó, đông người kìa.
còn rất là dài, rất là lâu. Còn rất là dài luôn. Quá vui quý vị đồng đạo ơi. Mấy bà em sư tỷ. Quá hay vậy. Phải không, phải không? Dạ phải. Mơ là năm. Cái mơ sao? Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, đi trước ngoài sau có dặn sao còn một cái đoạn quá dài luôn nè, cho đứt lại thằng cho đội ngoài sau cho nó khỏe. Có nhà sư các thành mấy chậm liền ăn trong sạch nhà thủy thủy ngoài sau tới chưa. Sắp tới rồi, sắp tới rồi. Sắp tới rồi. Thánh tình dình dình đi mà có người đẩy đẩy theo luôn. Có người hộ tống rồi. Ông già, ông già ông vậy. Đẩy theo. Ông lại được thần. Cái này bà con lên phía trên nè, nghỉ nè, nghỉ mệt. Nghỉ mệt một tí đi tiếp. Rồi em sẽ tiếp tục đi trước. Oh. Đây cái đường. Cái đường đứng đứng luôn. Cái dốc này đứng luôn rồi nè. Cả nhà ơi. Oh, cái dốc này quá đứng luôn rồi. Chậm chậm năm ơi. Oh, cái dốc này đứng quá rồi các bạn. Đây được rồi. Đây là cái dốc này gọi là hình như một hai cái nữa là tới đó các bạn. Quá mệt rồi. Quá mệt rồi. À đúng rồi. Còn ở dưới rất dài luôn. Cái đoàn này này đi quá vui luôn, quá đông. Tình anh sao ơi? Ngồi luôn à. Rồi mình sẽ tiếp tục lên trên. Rốt cuộc mình cũng tới đền thờ chứ gì. Năm ông rồi cô chú ơi, sắp tới rồi nha. Và bên kia thì để là đền thờ Ngọc Hoàng Phật Mẫu năm chứ gì năm ông. Phía đây có một cái quán nữa nè cô chú anh chị. Em cố gắng đi trước quay cho cô chú anh chị mình xem. Hồi đây cái cục đá này, cục đá gì lớn quá. Cục đá gì chú? Là điện Nam Ông á hả? Chi vị Nam Ông. Ờ, chi vị Nam Ông. Bạch Hổ. Đây em vô em review cái điện Bạch Hổ này cho cô chú anh chị mình xem nha. Đây. Dạ. Yeah. Đây là có bàn thờ cúng Nam Ông nữa nè cô chú anh chị. Đây là để chữ là Bạch Hổ. Bạch Hổ điện. Điện. Ở đây có vẽ hồ vẽ cùng ông ba. Ui. Quá đẹp. Đền thờ chư vị Nam Ông nè. Phía dưới nè. Cục đá nè. Quá to luôn. Rồi em sẽ tiếp tục cuộc hành trình. Hả? Bên này. Ồ. Đây có con đào nè. Có nông hổ đá nữa nè.
lập hình động hổ có lông nữa nè, ở phía sau cái cục đá. À, em đi xa xa cái là thấy có một cái bảng nè, A Di Đà Phật nè, hình như là em đi núi nào, cái núi cậu dựng cái này, núi nào cũng đều có cấm bảng đó chân cô chú anh chị, để khuyên người nào đi núi về thì gắng cố gắng mà chuyên tâm niệm Phật. Đây là để có một cái bảng cấm nữa nè, xin thường niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Còn bên đây và đây là có một cái miếu nữa nè, Dinh Cầu Trạng, để chữ Dinh Cầu Trạng nè, Trăm Họ Long Vị Linh Nhi, Trăm Họ Vong Linh Nhi, Vong Linh Nhi, Thổ Địa Công. Và em sẽ tiếp tục lên phía trên để cho cô chú anh chị mình xem nha. Cái đoạn còn phía dưới em cố gắng lên trước để em nghỉ mệt quá đuối rồi cả nhà ơi. Em cố gắng em đi trước để mà em review cho cô chú anh chị mình xem cho để đi. Hình như dắt này có 15 cam nữa nè. Hên xui, hai bên đường nè, mùa khô hạn thì thôi khô gan luôn nè, giống như những cái cây này nè cô chú anh chị, mùa khô hạn á nó gì nè, mùa mưa rồi thì cây cối xanh tươi tốt lên nè, thay mặc áo mới lên luôn, một màu xanh của núi rừng. Cây này là cây cây tràm bông vàng, tràm bông vàng. Cuộc hành trình của đoàn Quỳnh Hiền là rốt cuộc đi gần tới đỉnh nha cô chú anh chị. Mà đi ngang đây là vườn tre nè. Tre này thì em thấy là tre Mạnh Tông có nè. Tre xanh có nè. Nứa có nè. Quá nhiều tre luôn nè. Nè cô chú anh chị thấy là xung quanh đây là toàn bộ là tre không à. Còn phía trên mà nghe hù 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 đó là mây bay đó cô chú anh chị. Tí xíu nữa em sẽ tìm một cái chỗ nào trống trống, em sẽ quay cho cô chú anh chị mình xem là cái cảnh mây bay nó đẹp như thế nào nha. Các bạn lên mà phía trên nhìn xuống mà thấy mây bay giống như là bồng lai tiên cảnh vậy đó. Đây có một cái bảng nữa nè, xa xa có một bảng gì nè các bạn. Nè. Tới mây rồi nè các bạn. Này là gần tới đỉnh rồi nè. Mây bay mù mù luôn nè. Đây các bạn. Rốt cuộc thì mình cũng đã đi tới đụng mây luôn rồi nha. Mình qua tay đụng mây luôn rồi nè. Mây bay luôn rồi các bạn ơi. Mắc gửi luôn nè. Wow. Mình đang tung mây cỡ gió nè các bạn. Phải không Quỳnh Điền? Chắc này là mình đang cỡ mây phải không? Đi trên mây. Rõ ràng là mình đi trên mây còn gì nữa. Nè 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 Quỳnh nhìn coi đó phải không? Nè. Mây bay sẹt sẹt luôn các bạn ơi. Chắc này là đoàn đi tới nè. Nãy giờ em cố gắng em đi trước, giấc này là tiến lên thành Tích Ngô đang chẳng đầu. Thành Tích Ngô ngông nguyên nào ít đo toàn lặng gió mưa khổ bệnh kia bởi đó chào đón Mô Di Đà Phật. Mô Di Đà Phật. Mô Di Đà Phật. Mô Di Đà Phật. Đi hồi là gặp ba mà, tiến lên với đồng đạo ơi.
Ngoài sao còn dài lắm. Không biết sao còn rất dài các bạn. Mình phát ngang khúc rồi còn khúc của ngoài sao quá dài kìa. Đoạn ngoài sao sao anh Hậu ơi, mất tiêu đoạn hết rồi. Còn ở sao bởi vì đang quanh co. Quá luôn rồi. Nó thông cảm nha quý vị ơi, tại vì đường hơi quanh co với dốc núi nên ra nó hơi đoạn hơi dài có tiểu nhí nữa. Nên quý vị cũng hoan hỷ nha. Sắp tới rồi. Sắp tới đi, chiều có tới. Sao kỳ vậy? Hello 2 triệu người đang theo dõi. Bởi vậy chỉ có mình bà Tư mới thấy được thôi. Bởi vì thấy tội nghiệp thiệt. Bước áo cho rồi. Quá cực khổ rồi trời. Chỉ có chị mới thông cảm á. Bởi vì quá tội nghiệp luôn. Dạ. Nói ngồi nghỉ chút đi chị ơi. Chuông cũng đi nữa nha, mệt rồi đó. Cái giọng lớn luôn chưa? Dốc này chắc phải được trong một nước. Trong một nước nhân tài hữu dòng kẻ tu hành đa phước thì nâng quy trao tăng tâm hành vô bờ. Kì đoàn dưới lên tới tâm tu hành tinh tấn đến ngày thành công viên mãn, mà trong lúc đi thì đoàn cũng rất vui vẻ, giờ đi đến đâu thì mình cũng niệm Phật đọc giảng nơi đó, trong hành trình mình đi vậy là mình cũng vui rồi, an lạc mong ơi với đời nha. Đây đoàn đang tiến lên đi chung nha quý vị. Hai bạn này quá lật rồi, luôn dẫn trước luôn á. Đoàn ơi tiến lên đổi nó cũng mà nhớ câu đại lực đại hùng thắng thắng đầu lên góc này thoải mái quá quý vị ơi, quá ơi mời lên góc này thấy sướng quá. Cố gắng lên về chặn không ai đi lợi mình đâu quý vị. Cố gắng lên. Rồi lên đây thở đi. Lên đây thở đi. Đi quên điền tiếu quá các bạn. Nam mô A Di Đà Phật. Nãy giờ là chưa hết nữa đó. Còn 2-3 tớp ở dưới nữa. Còn 2-3 tớp luôn. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Mô Phật xin chào. Đi dốc này thấy sao anh Hậu? Đi cái dốc này mình thấy cũng khởi á. Thấy cũng khởi á. Chào mấy đệ. Dạ. Dạ đến không nổi. Cố gắng lên quý đồng đạo ơi. Cố lên, cố lên, cố lên. Vậy. Gán bò lên anh ơi. Gán bò. Đâu hay ho gì đâu. À. Chào bạn. Có chỗ chưa? Chưa. Rồi. Hết rồi. Bạn ơi. Quá luôn rồi. Đó. Lên ông Năm ơi. Bà Bảy ơi. Bảy chuyến này đây chạy bộ không ai chạy lại bà luôn đó. Liệu lao công mà. Lao công thâm hậu luôn. Bảy phát cười quá à.
thợ nấu nấu cơm tàu thả cá cái gì. Những này lên núi rồi đem bánh mì nấu cơm ăn luôn. Giờ con đói bụng, con có bánh mì ăn không? Đói nữa kìa. Còn một bọc có ai đem theo không biết nữa. Dài dài dài. Này là tới chỗ đó liền các bạn. Tới kính nó được rồi. Sao thúc? Dạ. Và đây là biết rồi, biết anh Tháp rồi. Mình xin mời đưa đây cho cô chú chị mình xem. Đây cái điện đây là gọi là điện gì sư huynh? Tới đây cấp nhất mà điện thờ ở đây để là điện thờ trước là Ngọc Quảng, phải không? Siêu cấp nhất là đương nhiên là siêu cấp nhất. Không, tới đây là tới điểm là cấp nhất. Cấp nhất. Cấp nào nữa? Hả? Cấp bên nào đó? Rồi mình còn mấy cấp nữa? Đi xuống nữa mình điểm tới thứ nhì là điểm kính. Xuống kia là bá chuông. Rồi mình đi xuống được kia luôn. Không, xuống đó mình đi trở lên đây lại. Vậy là nơi đây là cao nhất phải không? Ờ đây là cao nhất. Đây là cao đúng nhất. Là có rồi, mình sẽ rồi mình sẽ đi dài xuống dưới điện kính. Ồ đây xuống triệt nè. Hồ mây bay 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 luôn rồi nè. Đi trên mây rồi nghe. Này mình đi trên mây rồi các bạn ơi. Mình với sư huynh này đi trên mây luôn rồi nè. Nó đi trong mây chứ đừng nó đi trên mây. Này gốc cột thì em cùng với đoàn là tới điện kính rồi nè các bạn. Cái này bà con tới ngắp trời nè. Ngồi cái mệt nè. Sao sao chỗ này là sao quân đèn? Điện kính là sự tích gì của thầy? Hỏi ông đạo này nè. Đâu? Chúc hỏi ông đạo đâu đó không? Đây là điện kính nè các bạn. Hang của thầy hả? Có ngồi thiền. Có ngồi thiền ở dưới nữa hả? Vậy để vì sự tích mình mới đi tới. Cái nào có sự tích mình mới đi. Cái này bà con tới. Đây là làm một con gà nè. Đây là con phụng nè, cặp phụng nè, đệ tử cậu 7, 5, 9 phụng cúng. Còn đây là Phật tử. Mình đi xuống hang rồi là bắt đầu mình cùng với đoàn đi xuống hang. Chậu luôn đi hả? Ở được đứng ngoài luôn, rộng lắm. Yeah. Ừ, đứng hết luôn được đó. Xuống nè. Đây là cái đường xuống điện kính nè, cô chú anh chị. Mời cả nhà cùng tham quan cùng em nha. Này là điện Ngọc Hoàng á quý anh em. Đây là điện Ngọc Hoàng nè cả nhà, hang điện kính. Và còn đến đây cúng nè. Lần đầu tiên em đi đến đây nè. Còn đây là điện kính nè, cái đường này vô hang nè. Bên đây hang ông hổ hả? Cấm vô rồi. Cấm không đi vô. Cấm đi hang. Tức là ông ở đây là không cho vô phải không? Hang ông hổ không cho đi rồi các bạn. Cấm rồi, ta nhảy là hang được kính. Đây là có cái bảng để nè, kỷ niệm 100 năm rồi nè. Như vậy là cái nơi này là tìm thấy cái hang này là 100 năm rồi. Phía trên cái hang điện kính này có một chú phụng quá đẹp luôn nè, ai mà vẽ này là quá đẹp luôn. Kính lễ cái đi. Và đây em xin review một số hình ảnh trong hang điện kính này cho cô chú anh chị mình xem nha. Đây là có một cái bàn thờ cửu quyền nè, bên đây là bà con sơn màu vàng nè.
Còn phía đây là đó là hình của ông Nguyễn Trung Trực á, cụ Nguyễn. Cái bên là ai? Anh Hùng dân tộc có gì? Khoan để chút được chữ kìa. Còn đây là chắc là Thánh Mẫu á. Cái này chắc Tam Thánh Mẫu á. Đây em sẽ vào xem ạ. Đây anh Hùng dân tộc Bình Tây Đại Nguyên Sói. Trương Công Định. Này Bình Tây Đại Nguyên Sói, Trương Công Định. Bên đây thờ những vị anh Hùng dân tộc này. Còn em xin review một số rồi em xin ra cô chú anh chị ơi, em sẽ ra ngoài. Lên điện Quân ơi, lên liền. Em sẽ bò lên chưa? Hả? Đi đâu? Ok, cái này bên này thì đây có thờ, bên đây là Đức Phật Thầy Tây An nữa nè. Đức Thầy. Phía dưới bàn thờ Ngọc Hoàng thì có Ngũ Hổ ở dưới nữa nè. Bà con vô kính lễ điện kính này đi ra nè. Chưa hàng về cho khỏe. Bà con đang chui ra nè. Phía trong vô đó kính lễ xong rồi đi ra. Mấy cô mấy chú anh mấy chị rồi đang vô trong điện kính đi ra. Đây cấm bà con chui hang, chui núi nè, chui hang nè. Vậy ăn quen quen không có lên đi xuống hả? Bà con vô cúng trong điện kính rồi đi ra ngoài ngồi nghỉ nè. Trong một cái sự đi núi này để chúng ta nhất tâm, nghĩa là đồng hướng về tam bảo, nên người ta mỗi vị lên đây á, mình có thể đều vô nguyện giái viên tư á là hộ trì cho sức khỏe gia đình và trong đời tu của mình. Nhưng ở đây mình muốn cấp liên dây hòa hảo để cầu nguyện tổng thể hướng về thế giới hòa bình và hướng về thuận lợi cho mọi chúng sanh và bản thân của chúng ta cũng như cùng với gia đình để hóa giải nghiệp duyên, được nhiều sức khỏe, hướng về tam bảo để sao để cho được an lành trên đời phút cuối cuộc đời của mình. Vậy đó quý vị, mây bay rồi các bạn, đây là các bạn, mây nè, mây bay nè, chụp cái, chụp cái, chụp cái, chụp con thái, chụp thái, chụp xong hết gì đâu, chụp mây. Bạn của mình nắm mây lại. Mời quý vị đồng hướng về ngôi chánh điện cổ hang điện kính, chúng ta đồng xá ba xá. Đồng chắp tay lên trán thành tâm chúng ta cầu nguyện. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Thập Phương Phật. Nam mô Thập Phương Pháp. Nam mô Thập Phương Tăng. Nam mô Phật Tổ Phật Thầy, Quan Thượng Đẳng Đại Thần, Chư Quan Cổ Thần, Chư Vị Sơn Thần, Chư Vị Năm Non Bãi Núi Cảm Ứng Chứng Minh. Hôm nay tất cả phái đoàn nam nữ chúng con
tề tụ trở về nơi núi Cô Tô, nay đến điện kính trước hướng chánh điện chúng con thành tâm hướng về Đức Phật, xin nguyện giải và cầu từ bi ơn trên gia hộ cho tất cả thế giới được hòa bình an lạc, mưa thuận gió hòa, chiến tranh thiên tai động đất dịch bệnh được đẩy lùi, và xin gia hộ cho tất cả đều nhà nhà an cư lạc nghiệp, toàn thể nhân dân được vạn sự lành, phổ độ bá tánh vạn dân được tiêu tai tịnh sự, giải thoát mê ly. Chúng con xin cầu nguyện cho cụ quyền thất tổ được tịnh độ siêu sanh, phụ mẫu tại đường được tăng long phước thọ, và chúng con xin cầu nguyện cho tất cả nhỏi mỏi đồng đạo của chúng con cũng như gia quyến khi đi diễn núi chuyến này được nhiều sức khỏe, được dạng sự lành khi về nhà, phát tâm bồ đề hướng về Tam Bảo hóa giải nghiệp duyên và tinh tấn tu hành cho đến ngày thành công viên mãn. Nam mô A Di Đà Phật. Đồng chúng ta xá ba xá. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Và xá bên trái niệm Nam mô A Di Đà Phật, bên mặt niệm Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Và chúng ta cầu nguyện tập thể xong, bắt đầu chúng ta đi viếng đá chuông nha quý vị. Rồi xin mời quý vị đi ha. Mời cô chú anh chị mình là bây giờ có vỏ sắt nặng viếng điện đá chuông nha cô chú anh chị. Bắt đầu mời cô chú anh chị mình cùng theo em tham quan điện đá chuông. Nếu mà không thấy nặng thì cứ xếp theo. Để cho nó đỡ mệt. Mình tới cái mình nghỉ mệt rồi. Nghỉ mệt cho khỏe hả chị? Đúng rồi, tại mình yếu. Yêu cố gắng đi trước ha. Thâu tiếng ba bài biển tiếng tục tầng thô lỗ ngăn. Nào chơi cha mắng mẹ lăng xăng chẳng kể đến luân thường hảo nhiên. Hết cơm luôn quý vị ơi. Cái này giờ đâu quý vị ơi. Chứ nãy giờ kìa. Đúng rồi ok. Cuối cùng nha quý vị. Cuối cùng. Đó, tập trung mình đi đông như thế này nó vui thấy ghê luôn quý vị. Lâu lâu mấy vui nha. Đó vui luôn. Nãy giờ mà chưa hết nữa đó. Đó kè bà bảy nha. Dán kè bà bảy thợ nấu nha. Cái đoàn của mình có năm người hả quên đi. Quá đông. Bỏ đồ mình chạy trước thôi mà. Chạy ơi, chạy không đi trước là mới đấu kìa. Cái đoàn này quá đông rồi, đoàn mình có 5 người. Đoàn quá mạnh quá vậy ơi. Bữa nay đi như vậy chiều quá. Quá quay vậy. Quá rồi, bữa nay cái đoàn này bên đây có 5 người. Quý vị về đó nhớ canh Facebook nha quý vị ơi. Xin chào. Đi đi từ từ nghe. Nam mô Di Đà Phật. Quá vui quý vị ơi. Cái này mà bà Sen có hồng hào rồi quý vị ơi. Này có hồng hào đó ha, đó nha. Quá nhiệt tình. Mũi cắn nha. Đó. Đoạn quá rồi. Quá anh chào bốn anh luôn. Chào luôn. Wow, chắc này đoàn mình là cởi mây luôn rồi nha, nhìn nè nha, này là đang cởi mây luôn nè. Ở đó giờ chưa có gà lên đây mà gặp mây, bữa nay gặp mây rồi đó nghe. À, tung mây lướt gió là chỉ có trên phim thôi phải không, chưa thấy ngoài đời thật phải không? À, ngày hôm nay là mới... Quá vui rồi. Đây mới là cảnh thật nè. Ăn đi, đông. Ngon, em tết rồi. Tết chưa? Lắm không? Cảnh này quá đẹp các bạn. Đây là em đi tới điện đá chuông nè cô chú anh chị, và phía bên kia là mây bay đó, còn ở trên này là bà con đang đi nè.
mày bay hốt mày hốt mày kìa đó 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 siêu thị nó hốt mày kìa đó lấy tay hứng mày luôn á. Rồi em sẽ xuống đó em review thêm tí nữa cho cô chú anh chị mình xem. Ồ đây tới mây nè các bạn ơi, đây là mây thiệt rồi. Wow, đây chút xíu nữa em sẽ nè mây bay nè. Ồ mây bay nè, mát chưa mát chưa mát không được đi, em sẽ ra review cái cảnh mà mây cho cô chú anh chị mình xem nha. Đây là cầu mây nè. Em sẽ mời cô chú anh chị mình cùng trải nghiệm đi cầu mây với em nha. Wow. Wow. Không còn gì bằng luôn cô chú anh chị ơi. Đây là điện Kỳ Hội nè. Quá đẹp luôn, không còn gì bằng luôn. Kìa. Đó, mày bài 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 luôn kìa. Đâu con chụp mấy chụp mấy chụp mấy kìa mấy bay kìa, chụp coi. Nắm lại. Ừ. Nắm không được hả? Quá mày luôn. Ồ, mày coi nè, các bạn. Ồ đó. Con gái chụp mây ơi, con chụp mây ơi, nắm mây ơi. Đó con nắm ơi. Ôi rồi không ở phòng lạnh thua ở đây đó. Đúng rồi, cái này nó thiên nhiên. Dạ cái này là mình ở trên mây. Cái này là rõ ràng là mình đang ở bồng lai tiên cảnh luôn nè. Mình ở trên mây rồi, mình đâu cần đi Đà Lạt gì. Có cái gì mà bằng cái thiên nhiên hết á. Chỉ có trong phim mới có thôi chứ ngoài đời thật đâu có đâu. Quá tuyệt vời. Ở trên đó sẽ có một cái hàng chữ một lòng giữ vẹn chữ ăn. Ta chụp mây á, ta nắm mây ta ghé vô gì nè nó mới đẹp. Ờ, nắm ơi, nắm ơi, nắm tay, nắm mây ơi. Chụp. Chụp mây. Ừ. Nắm mây lâu lại đang chụp cho nó đẹp. Quay vô. Quay vô luôn. Cái này là các bạn nhỏ nè, lên tới đây gặp cái cảnh quá đẹp rồi cho nên là chụp lại những những tấm ảnh để làm lưu niệm nè. Kỷ niệm. Lưu niệm. Lưu niệm cũng không chịu chịu kỷ niệm. Kỷ niệm mới được. Chưa chưa, con chưa đẹp. Chưa. Đẹp chưa, đẹp chưa, đẹp chưa. Điểm. Chưa tưởng tượng ha. Ồ. Okay. Đúng là núi non hùng hùng thiên nhiên. Núi non hùng vĩ thiệt. Không có ai mà làm được cái gì hết. Cái này là lò án mù mù dưới luôn á, này nè. Lò. Sức rồi đá nó chồng chồng nhau ra. Ai mà cầm mà chắc trong đây được hay thì ha. Mấy ông kiên thần công nhận mạnh thiệt. Chỉ có thiên thần mới làm được điều này. Ôi, các bạn kìa đó, đó là những cái lan này các bạn. Lan nó mọc tự nhiên trên núi luôn, trên vách luôn nè. Đó, đây là rừng nè. À, mồm nữa đó. Đó mồm nữa kìa các bạn. Cây cô đơn. Ồ cây cô đơn. Lần đầu tiên mình biết cây cô đơn luôn. À, thì trên đầu núi. Cuối cùng thì em cũng đã đến được cây cô đơn rồi nè. Đi trên mây nữa. Rồi hút vô. Đem lại đem về nhà. Có bạn không?
Không biết cái này đi cúng hay đi chụp hình cúng mấy. Đây lúc này mới có mây nè. Chứ các bạn ơi. Quá đẹp luôn. Đi chụp không thì phải hỏi ngang. Chụp ảnh này. Chụp ảnh là chụp ảnh là mà tiên bay. Bay là phải đập cánh nữa. Bay phải đập cánh gì đó. Cuối cùng thì em cũng đã đến đỉnh của Phụng Hoàng Sơn nè cô chú chị. Đó, phía sau lưng em là ảnh của đầu chim Phượng Hoàng đó cô chú chị. Bà con đi mờ ảo các bạn chứ nó không có được trong nha, bởi vì mây nè, mây bay nè. Đó, các bạn thấy không? Mây bay mù luôn á. Quá mây bay rồi. Xem nè. Ở đây phía bên này là điện thạch chuông nè cô chú anh chị, và cái đòn là đang cầu quốc thế dân an á. Phía bên này nè, những cục đá tảng nè, loãng mù ở dưới luôn á. Đúng là thiên nhiên hồn thiên sông núi. Có đó, có lá cờ tổ quốc, có một cái ly hương đó, để tưởng nhớ đó cô chú anh chị. Còn phía bên đó thì có chữ mà mình nhìn không có rõ. Đây là tổ quốc Việt Nam. Cái khu vực bên đây thì mây quá, không có nhiều bằng bên kia. Đây có một cái tượng nè. Tượng này tượng gì ạ? Không biết. Chắc là Hán quá. Mình không biết, tượng này tượng gì nữa. Cái gì đó là cái đá chuông đó, làm xuống đó lấy cây bỏ vào đó cho cái nhà. Như này là đá chuông không? Rồi. Em sẽ đi di chuyển xuống cái nơi mà đá chuông. Điện đá gõ cho cô chú anh chị mình xem nha. Đó. Đó. Đó là em bé đó, gõ thử cho nó kêu. Cái chắc tượng là Hán. Là Hán. Ở đây là bà con nè, em sẽ tiến gần tới em review. Đó. Giống chuồng quá. Quay qua người ta luôn. Em sẽ đi xuống dưới trải nghiệm cho cô chú chị mình xem nha. Ta nói làm dấu á, cái cục nào có làm dấu á. Đã cục lắm mới kêu đó. Đây em sẽ trải nghiệm. Phía đó là chữ Nam Mô Di Đà Phật nè, Phật giáo Việt Nam. Có cục một cái gì ạ? À? Có một cái cụ nữa nè, có mái tóc lạ quá nè. Có cục nào nữa không? Có cục đó không ạ? Có cục đó hả? Có cục màu quá chứ. Giống chuồng quá. Đó tiếng không? Có chuồng không? Chuồng không? Ồ, rõ ràng tiếng lớn hơn. Giọng hai tay coi. Giọng hai tay coi. Còn phía trên là cái đòn tham quan ngày hôm nay nè cô chú anh chị.
gắt đồng luôn à. Quá đẹp luôn nè. Cái này mày cái đó đẹp kìa. Ôi lúc luôn kìa đó. Kìa mù luôn kìa. Đây trên mây luôn đó, mình trên mây á. Vậy là chắc này mình đi trên mây luôn phải không? Quá luôn cô chú anh chị ơi. Lần đầu tiên em đi trên mây luôn á. Quá đẹp. Đi bữa nay nói chung là mình thoải mái vắng khẳng luôn. Quan hỷ. Ngày nay đi rất là mãn nguyện. Anh đây nè, em đứng ở trên này nè cô chú anh chị, đây em đứng trên này nè. Còn ở phía đó dưới chân em là mây bay là tuốt ở dưới luôn á. Tuốt ở dưới luôn á. Ở đây có cái tảng đá mà sao nó tự động này, dấu này hình như là dấu mới nứt ra nè cô chú anh chị. Nè. Nó giống như là nắng trời nắng quá nó nứt. Cái dấu này là cái dấu mới nứt luôn nè cô chú anh chị. Đó nhìn thấy nó trắng tươi luôn kìa, đó. Trẻ. Cái đó dấu trắng tươi ha chị. Giống như trẻ. Cái dấu nó dấu như mới nứt ra ha. Trắng tươi luôn. Đó. Nè cũng như nè đây nè phải không? Nè như đây nè, đây đen xì nè. Nè. Cái đó là đóng gông. Như vậy là lâu nè, đóng gông nè. Giống như trẻ. Cái này chắc mới quá, cái này phải có ai ở đây gần mình hỏi thử coi. Đây nè, có cục đá nè. Xong mà y gan như là mới nứt ra đó cô chú anh chị. Tại vì cái vết nó trắng tươi, nó khác với mấy chỗ khác. Và cái đoạn cốt cục thì cũng tham quan tới là đỉnh sông rồi nè. Và đang đi về nè. Dạ rồi vậy thôi, video của em đến đây cũng khá dài. Em xin kết thúc video ở đây. Cảm ơn các bạn đã xem và theo dõi. Các bạn thấy hay cho em xin một like, một đăng ký để em có thêm động lực làm nhiều video tiếp theo. Cảm ơn cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà những video tiếp theo.